Đấy, cái này giờ núp ở đâu thì tôi còn không biết nữa. Màn này khó nè ta. Từ từ. Tôi nghĩ là nó đâu trên đây nè anh em ạ. Làm sao mà tôi có thể nhảy cao được lên tới đó? Này có ổn không anh em? Ê, mày thấy tao ổn mày? Tôi nghĩ đi coi mấy con này nó núp ở đâu anh em ạ. Một thanh niên thì núp trong đây. Cái này là gì nhỉ? Vô lý à, một cái thùng rác mà nó bung vô luôn kìa. Đây đâu? Hình như đâu bung đâu nha. Vậy tôi cũng biết. Chỗ này khó đó nha, chỗ này khó tìm nha. Ấy, ngon đấy, ngon đấy. Chỗ này chắc mấy này nó không biết rồi anh em ạ. Ủa thanh niên là làm gì đây? Ê mày làm cái gì nó mày? Nó đằng sau tôi luôn đấy anh em ạ. Nó ở kia kìa. Màu cho nó đừng có thấy, đừng có cho nó thấy. Gì đó kia, nó kia. Ôi, cái này bị đuôi à. Thằng này thì nó bị kẹt lên đây rồi anh em ạ. Nó tôi qua hỏi thăm nó xíu rồi. Lô. Ổn mày, sao mày có thể chui được lên nó nha. Do you see me? Mấy đứa thấy tôi không nhỉ? Thằng đó nó không biết gì luôn anh em ạ. Có lẽ là tôi nên đi anh em. Rồi nó out luôn rồi anh em ạ. Không biết luôn ấy, sao có thể nhảy lên được đây nha. Nhảy. Ừ lên được rồi, Nó đâu rồi nha. Easy man, easy win. Stop. Tie. Này khó tìm nè. Vô mấy cái này là tôi chỉ có là chùm thôi anh em ạ. Giờ đâu nha, giờ đâu. Tôi nghĩ là nên kiếm một cái chỗ xe, gara siêu xe gì đó, bla bla. Nó ở đây đúng không? Thôi ơi, núp trên đây nè. Đây, lên. Sao nó không lên? Ừ, lên. Đấy. Thôi ơi, đố thằng nào phát hiện. Ủa, thanh niên gì to vậy? Holy moly, thanh niên to tướng thế. Thôi đấy anh em, anh em có nhìn thấy tôi không? Coi mấy thanh niên hunter đâu rồi. Một cái bảng nha. Tôi nghĩ cái bảng đó sẽ không sống lâu đâu anh em ạ. Nếu mà mấy thằng này nhìn ra đấy. Vẫn không biết anh em ạ. Ai cái bảng nó trình hình ở đây luôn mày, không biết mày. Nghĩa đâu vậy? Cao thế. Sao mà anh có thể tìm được em chứ hả? Ôi tôi sắp đổi rồi anh em ạ. Nó thì đang sâu tôi luôn. Không biết từ sao đây. Come on. Chắc chắn phải ăn được. Chắc chắn không biết. Đừng có vô. Đừng có vô nó đâu rồi. Tang kìa. Nghĩa nó vô luôn anh em ạ. Bực thật sự ấy. Xui. Nghĩa. Ở ngay lúc nó vô luôn. Anh em có nhìn ra đây là cái gì không? Chúng mày thấy chứ hả? Nope. Mắt mấy anh nãy bị đuôi hết rồi. Trời ơi. Nhìn đi, nhìn thẳng đi. Rồi tôi nghĩ là sẽ win quá anh em ạ. Look at this thing. Lần đầu tiên tôi được làm hunter đấy. Tìm đồ vật. Bố trang nào núp vô lý đi tôi bắn hết á. Tôi nghi rồi. Có này không ta? Không phải luôn. Đây không. Nha. Ôi, con không biết nữa anh em ạ. Cái lớp xe không phải đâu men. Cứ đi đó đi, tao sẽ đi vô gara. Mấy thanh niên leo lên cây này chắc luôn ấy. Bám trên cây coi, tao bắn hết á. Bắn là rụng trứng luôn á. Như nó mới vừa chui vô thì phải. Chết mày với tao rồi. Hello. Mày sợ bởi mày này thì chui này. Nó tối rồi tôi chả thấy gì luôn á anh em ạ. Lúc nào lên cây tôi nghĩ cái khúc này leo lên được nè anh em ạ. Cái thanh niên chưa tìm ra được con nào luôn à. Này thì rớt hả mày. Trong đây con. Bắn chả thấy gì luôn á. Cái gì đấy. Carton garbage. Ở chết, tướng lộn rồi. Có nghĩa là tôi sẽ chui vô trong những thùng hàng ở đây. Đây, ổn rồi đấy. Cái thanh niên cũng núp cũng to lắm anh em à. Cũng ổn phết. Lại là cái bảng này nữa. Vãi. Rồi ơi, núp đây là mày sai rồi con à. Cái cục điện ok này. Rồi, núp chỗ đây là bả rồi anh em. Thôi rồi, tôi thì đây. Ui, thấy chưa, tôi nói rồi, chỗ đó dễ bị ăn lắm. Nè. Đấy, thấy chưa. Trời ơi, coi tôi ăn màn này nè anh em ạ. Màn này hình như nó ít đi vô thùng container lắm anh em. Few moments later. Nó qua cho tôi rồi thì phải. Yeah. No. Có mấy thằng núp trên cây được có ló luôn anh em. Trời ơi, nhìn nó kìa. Không biết luôn ấy, có thằng núp khá là chí luôn nè. Đứng đúng cục điện luôn ấy. Quá là dữ. Hey, đáng buồn cho tôi là nãy giờ tôi chết hết hai dáng rồi đó. Cái gì đây? Dumpster. Ok. Dumpster núp ở đây, sau đây là ok nhá. Nó đi vô chỗ tôi luôn rồi. Núp. No. Ui, nó không nghi ngờ anh em ạ. Thằng này cũng ngầu phết nha. Được đấy. Vô lý. Nhưng mà chắc nó không thấy đâu anh em. Ấy, vừa mới nó bắn chết luôn rồi. Thanh niên. Từ từ. Hồi nó đi ra rồi. Ui, nó đội vô trong kìa. Phải shit chưa. Ấy, nó chạy đằng sau. Rồi xong. Tôi cứ tưởng là nó đang ở trong nhà anh em mà. Không ngờ là nó chạy đằng sau rồi. Ui, chết cha chứ ngu rồi. Ây, che nắng bằng niềm tin à. Oh shit.
Cái này là gọi là một nghệ thuật đấy. Đó là lý do tại sao Rob đã win được 5 trận và Hunter thì không có trận nào. Bắn nó. Tại sao là không bắn? Bắn. Ừ đúng rồi. Đừng nhìn đầy tổ sư nào bắt được nó. Rob lại win nữa rồi. Và lần này tôi sẽ thử núp trên cây nha anh em. Cái này hợp lý nè. Cái này mà núp trên cây là hợp lý nè. Mà tôi không biết cách núp trên cây anh em ạ. Nào mới uổng tôi đi đấy. Tôi nghĩ là chưa cần thiết núp trên cây đâu anh em ạ. Tôi sẽ núp đây. Nhìn nó còn hợp lý mà đúng không ta? Liệu tôi có thoát không đây? Thoát không đây. Đừng nhìn thấy tao. Mày đâu rồi? Nó tới kìa, nó tới. Chết tôi rồi, tết chơi rồi. Oh shit. Hello there. Tôi vừa nhìn thấy nó luôn. Khốn nạn, làm sao mà có thể chạy được chứ đúng không? Chào mừng các bạn trở lại với chương trình đi săn của tôi. Tôi sẽ điều tra những thứ bất khả thi nhất có thể. Nhảy khá là cao, giờ tôi mới biết luôn ấy. Không phải anh em ạ. Mấy này bắn ghê vậy ta. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có thằng trên cây nè. Tôi nghi lắm. Nhìn trên cây đi. Khó thế. Đâu ra? Trên cây hả? Bố về trên cây. Bây giờ cái thằng tổ mày tổ nó ghê lắm. Không biết nó ở đâu luôn. Ui ui. Oh. Oh. Xém nữa tìm được nó rồi. Ui, cái chậu xương rồng kìa. Ê, chúng mày có thể gợi ý được xương rồng nằm ở đâu không nha? Sao nó chơi mấy kèo khó không à anh em ạ? Ok. Chắc mấy bọn nó không thấy đâu anh em. Phải. Ôi. Nó mà không thấy nữa thôi á. Không thấy nữa xóa game. Ê, còn tôi ở bên kia chưa ai biết hết anh em ạ. Hai thằng ở đây luôn đấy. Thôi. Ui. Mày núp chỗ Chí vậy? Chí nha. Ui, nó nhảy lên luôn kìa. Nhảy lên luôn mà nó không biết anh em. Ôi. Hai thằng lên đường rồi. Tôi còn đang lên quẩn ở đây anh em ạ. Không biết tôi có chiến thắng được cái hàng tồn mấy tồn này không anh em. Nani? Thôi bỏ đi nha. Kèo khó quá. Ừ cái này được. Cái này ok. Nó chưa biết anh em. Hình như mấy thằng này ít đi lên đây lắm. Bây giờ. Nó kìa anh em ạ. Chưa thấy. Được. Nó chưa thấy đúng không? Một thằng ở đây. Nó đâu rồi? Tôi nghĩ tôi sẽ để cái chậu này ở đây anh em. Tôi không biết có tôi có sống được này qua 56 giây này không thì tôi cũng chưa biết nữa anh em. Ơi chết. Tôi quên còn thằng lần sau. Ui, nó chưa thấy tôi. Thằng thoát rồi. Hay quá, còn hai thằng thôi. Tôi núp chỗ cũng khá là dữ luôn đấy anh em ạ. Chắc thằng kia không nhìn thấy tôi đâu. Nice. Yeah. Quá là dữ luôn. Nó khen tôi kìa. Đưa của nó. Chưa thấy. Ôi. Có lẽ là tôi thắng rồi đây mà. Yup. Quá là easy. Cái máy bắn nước. Nó đó chứ đâu. Run. Còn đâu nữa? Phải. Hello. Ôi. Run. Wanna run? Muốn chạy không? Sorry. Làm sao mà thằng nhảy được lên? Anh em có nhìn thấy thằng này nó leo lên trên cây không? Và cả thằng này nữa. Làm sao mà nó có thể nhảy lên được trên cây như thế này nha? Nó núp ở đây sao mà thấy được chứ hả? Chắc không thấy đâu này mà. We have vui này. Thấy không? Không thấy luôn. Không thấy đâu anh em à. Đây là có hai người luôn. Khá là được. Mấy cái khùng cũng khá là lợi hại nha anh em. Khó, rất là khó thấy luôn. Kiểu này là winner rồi, win tiếp rồi. Tôi nghĩ là tôi nên leo cây anh em à. Một cái cây trên một cái cây. Leo lên được không? Tôi không biết leo. Leo lên. Hay là tôi nặng quá anh em? Hơi vô lý nhưng mà tôi sẽ. Nó có thấy tôi không nhờ? Tôi nghĩ chắc nó không biết đâu. Tôi núp khá là kín luôn. What the f**k was that? Ôi, con thẳng đi qua rồi. Vô lý. Thấy tao không? Ui, nó không thấy anh em. Ui, cái cành nó chỉ ra như vậy mà nó không thấy luôn kìa. Ôi, từ từ thôi. Nó nghi trên cây rồi. Hồi nãy có thằng bắn trên cây anh em. Ui, chưa. Ui,
ơi. Không biết. Chà, ai chà. Ui, nhìn cũng chí nhưng mà thôi anh em. Đấy. Ôi, nó có lồi ra không? Tôi khỏi cần nhảy cây mà tôi win luôn cho anh em xem. Mấy thằng Hunter kiểu như nó bị gì rồi anh em ạ. À. Đấy, bắn. Ừ. Hay lắm. Vừa nói luôn. Hai thằng ở đây, bắn. Đúng rồi. Bắn. Ừ, hay. Cái nữa, ở đây nè. Win. Tao đây nè. Tao phải thử. Ui, nhảy lên cây được anh em ạ. Rìu. Cây nhiều nhảy lên cây là hợp lý luôn nè. Ui, được. Ôi, cái thằng này. Sao mày cút ra đây. Ui, tôi nhảy lên không được rồi. Tôi sẽ không phụ lòng anh em đâu. Ôi. Chết cha. Ui. Nhảy khó quá. Ây, vô lý. Ừ, được. Đấy, tôi làm theo anh em rồi nhé. Lên rồi. Cái này là không thấy chắc luôn ấy. Rồi, bên đây ta toàn là hàng khủng không đấy anh em. Nó không thấy tôi. Ui, thằng này không phát hiện luôn à. To thế mà cũng không biết nữa anh em à. Wow. Rồi, thêm thanh niên nữa. This is not okay. This needs to stop now. Toàn là mấy chỗ bờ rồ không. Nhìn tôi cũng biết tôi bờ rồ rồi đấy anh em. Không thấy luôn kìa. Từ, đừng nhìn lên cây nhá. Ây, ổn không, thấy không? Không thấy. Ây, ở đây đông lắm. Ở đây đông lắm anh em ạ. Con nó núp nè anh em ạ. Holy shit, vậy mà không thằng nào biết luôn. Dữ dằn thế nha. Mà sao tôi thể like được nha. Đấy, like cho mày một cái. Quá là dữ luôn. Tôi thì vẫn chưa ai biết nha. Con kia chết rồi anh em ạ. À. Thấy chưa? Không like cho tao là mấy mày sai rồi. Một thằng trên cây nữa này. Thêm thằng trên cây bên kia nữa. Tặc răng muôn nơi. Ôi, nhìn nào không biết rồi. Ơi. Ôi. Ôi. Không biết. Yes. Quá là easy.